Tisu xin chào tất cả các bạn, chào đón các bạn đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Shop. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái mẫu chân váy này nha. Đây là một cái chân váy suông mà tuổi nào các bạn mặc cũng được, trung niên mặc cũng được luôn, các bạn trẻ cũng mặc được luôn. Thì cái này giấu bụng rất là tốt, nó sẽ có những cái xếp liên ngang. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào trong cái phần thiết kế cho mẫu này. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái form váy ở phía trên ha. Còn phía dưới thì nữa xếp liên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ kẻ cho mình ngang một đường. Mình sẽ dùng cái thông số này nha các bạn. Để dùng mông nè. Mông này thì các bạn hạ với cái phần váy này thì các bạn sẽ lấy cho mình là bằng mông. Các bạn chia cho 4 và các bạn trừ đi cho mình là 5. Và cái này đã có phần lưng nha các bạn nha. Cái này đã có cộng lưng vô rồi nha. Thì ở đây mông của mình là bằng 24,5, các bạn trừ 5 thì chúng ta sẽ được cho là 19 đi. Thì các bạn sẽ lấy xuống cho mình cái đoạn này là bằng 19. Sau đó ngang mông thì các bạn sẽ lấy cho mình là bằng mông chia cho 4. Các bạn cộng cho mình 0,5. Mông ở đây là 24,5, các bạn cộng 0,5 thì các bạn sẽ được là 25. Thì từ đây các bạn đặt cái thước qua, các bạn sẽ lấy cho mình là 25. Rồi trên này thì ngang eo thì các bạn sẽ lấy cho mình là eo chia cho 4, các bạn cộng cho 2. Eo ở đây là 18, cộng 2 là bằng 20. Rồi, các bạn sẽ nối này lại nè. Bạn lấy điểm giữa ha. Rồi từ đây các bạn sẽ đi qua cho mình cái phần váy. Thì cái phần váy này, đây là cái đoạn ngang hông nè. Và các bạn giữ cho mình cái đoạn ngang hông này nha. Từ đây các bạn xuống cho mình một phần. Và cái lưng, bản lưng này thì các bạn sẽ lấy cho mình nó là bằng 5 phân. Đó. Và cái khúc dưới này thì các bạn sẽ dùng vải kênh dọc để mà mình xếp ly. Cho nên là đến đây thì mình sẽ chụp hình cái phần này lại. Này là thân trước ha. Bây giờ mình cắt cái phần thân trước này ra nè. Tất cả những cái phần mình chia sẻ là chưa có đường may nha các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ cắt xếp ly ha. Rồi sau đó mình đặt cái phần thân trước này lên đây, nên cái vị trí mà chúng ta sẽ sắp sửa vẽ cho cái phần thân sau nè. Các bạn đặt cái cây thước này vào. Từ cái điểm này ngang, hồi nãy mình xuống 1,5 phân ha, thì giờ từ cái điểm ngang này các bạn lên cho mình 1 phân. Sau đó thì các bạn sẽ vẽ cho mình cái đường ngang mông này nè, nó lớn hơn cho mình thêm 1 phân nữa. Các bạn vẫn đi đường này và đánh ra cái phần ngang mông lớn hơn thêm 1 phân. Và các bạn sẽ lấy cái đường ngang này lại. Rồi, từ đây các bạn sẽ lấy ra. Từ góc này các bạn đặt cây thước vuông góc vô đây. Và các bạn sẽ đi xuống. Đó, đây sẽ là đường vuông góc. Đây lùi sẽ vào 1,2 phân. Rồi, sau đó các bạn đặt cây thước này vô đây. Các bạn lấy 5 phân và chúng ta sẽ có được cái phần bên ở điểm giữa. Bên này chúng ta cũng sẽ vẽ được cái phần bên ở điểm giữa. Cây này độ dài là 12 cho đến 14. Rồi, các bạn sẽ có được cái phần thân trước và thân sau của cái phần phía trên cái váy, nó hình dáng như thế này. Rồi, các bạn sẽ cắt cái phần thân này ra. Rồi, sau khi mà các bạn xong rồi thì các bạn sẽ nhìn ở đây cho mình. Ở đây thì các bạn thấy là có hai cái xếp ly lớn ha, hai cái xếp ly lớn ở dưới và cái khoảng cách nó cách nhau là 10 phân. Thì các bạn sẽ xếp lại cho mình.
các bạn sẽ xếp đôi cái phần giấy lại ha. Đây, đây xếp đôi phần giấy lại. Và các bạn hình dung rằng là chúng ta sẽ đo bắt đầu từ ở ngoài này vô 5 phân là cái khoảng cách nè, mở ra sẽ là 10. Và các bạn sẽ có được cái phần xếp ly ở đây là 10 phân cho hai bên nha. Rồi chúng ta sẽ lấy dấu hai cái điểm này. Mình sẽ bấm để mình lấy dấu đối xứng cho cả bên trái và bên phải. Các bạn sẽ bấm bằng như thế này. Và khi bấm xong thì các bạn sẽ tạm thời các bạn xếp đè nó qua như thế này nha. Đó, là để hai cái phần xếp ly này nó trùng với nhau. Sau đó là các bạn sẽ đặt cái phần thân trước vô. Thì các bạn thấy là chúng ta vừa lại với lại cái phần thân trước. Thì các bạn sẽ lấy cái chiều dài này sẽ là chiều dài của cái phần váy ha. Và các bạn sẽ cắt theo cái đường này. Thì sau khi mà các bạn cắt xong rồi các bạn mới bắt đầu các bạn mở cái phần này ra. Mở rộng cái phần này ra. Và hai cái phần đường màu đỏ này các bạn sẽ xếp vô. Bên đường màu đỏ này các bạn cũng sẽ xếp vào. Rồi kế tiếp, ở ngay góc này các bạn cũng xếp. Rồi các bạn cũng xếp cái phần này vô. Sau khi mà các bạn xếp xong thì đây nó sẽ là đường giữa nè. Và các bạn ráp được một nửa của cái phần eo vô. Và ví dụ như đây là một nửa của cái phần thân trước nữa thì các bạn đặt vô đây các bạn sẽ ráp được vào. Và cái phần thân sau các bạn cũng sẽ làm tương tự. Nhưng mà điểm giữa này của thân sau nó không phải là điểm giữa mà nó sẽ là điểm mở để chúng ta tra dây kéo cho cái phần thân sau này. Thì mình mới vừa chia sẻ xong cho các bạn cái cách chúng ta thiết kế cho cái mẫu chân váy này. Đây ha. Thì mình sẽ nói qua một chút xíu về cách may để cho các bạn dễ hình dung. Đầu tiên thì các bạn sẽ may xếp ly cho mình hai cái phần ly này giống như hình. Sau khi mà các bạn may xếp ly xong thì các bạn sẽ may nối cho cái đường ngang và cái đường ngang này. Kế tiếp thì các bạn sẽ cắt mở. Các bạn sẽ cắt mở, cắt cho mình cái phần eo. Eo trên thân này các bạn sẽ cắt ra nè. Thì chúng ta sẽ có được cái phần lưng ha. Để các bạn xếp cái phần ly này lại. Chúng ta sẽ có được cái phần lưng cho thân trước và cái phần thân sau này các bạn cũng sẽ xếp lại. Chúng ta dán hai cái này vô chung. À không, mình sẽ dán cái bên này vô chung. Và khi các bạn dán vô chung gì thì các bạn sẽ đi cho mình đường cong, đường nào nó gấp thì chúng ta sẽ điều chỉnh nó lại nha. Mình dán phần eo này vô. Thì sau khi mà các bạn dán vô rồi thì các bạn thấy cái phần eo của mình nó không phải là đường thẳng nè, mà nó là một cái đường rất là gắt. Nó gắt thì chúng ta sẽ đặt nó lên đây. Các bạn sẽ đi lại cái đường eo chỉnh cho nó trở thành đường cong lại. Bằng cách là chúng ta sẽ đi lại cho cái phần gãy góc nè. Đó, các bạn sẽ có được eo, cái này là thân sau, cái này là thân trước. Và từ cái đường gãy góc này các bạn lên một phân, cho nên là các bạn thấy là cái phần lưng của mình là 5 phân. Thì bây giờ các bạn sẽ đẩy lại cái phần này là 5 phân, các bạn chỉnh lại cái đường này. Đó, thì khi các bạn chỉnh lại rồi, các bạn bỏ cái đường gãy góc đi rồi, thì chúng ta sẽ về lại được cái phần lưng nó tròn đều như thế này.
bạn sẽ được cái phần lưng nó được tròn đều như thế này, thì các bạn nhìn thấy là chúng ta có được cái phần lưng đó. Thì khi các bạn may á, thì cái phần này các bạn sẽ xếp ly nè, bạn ráp vô lại trong thân, thì các bạn sẽ có được hai miếng ha, hai miếng. Thì bạn xếp gấp đôi thì chúng ta có được thân trước, và chúng ta xếp thành hai miếng thì chúng ta có được thân sau. Và cái phần lưng này á, thì nó sẽ được đặt vô thân trước, và cái phần dư này nó sẽ được đặt vào thân sau. Như vậy thì mình mới vừa chia sẻ xong cho các bạn cái cách chúng ta thực hiện cho cái phần chân váy này. Nó rất đơn giản và may cực kỳ nhanh. Thì chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn xem và nhớ bấm like ủng hộ mình.